Giới thiệu các bác này, đây là cửa hàng Hương Rừng này, chăn ga thổ cẩm này, đặc sản nông phụ sản Tây Bắc này, tại là đỉnh đèo Pha Đin nhá. Ở đằng trong này thì đây là một cái điểm ở dừng chân du lịch ấy, rất là nhiều đặc sản Tây Bắc luôn, có các loại thớt nghiến này, mật ong rừng này, đồ gỗ này đấy. Đây là một số loại gỗ này, gỗ nghiến này. Gỗ này là gỗ gì hả chị? À, gỗ nghiến à? Vâng. Thế chị bán bao nhiêu một cái đây? Tùy theo độ dày đúng không? Lên đường kính 35, còn đường kính 30 này thì có 150. 150. Này. Thế em phải lên Điện Biên, chắc là mai em về em mới được qua lấy được. Em ở Hòa Bình cơ. Vâng. Ở nhà em toàn mua cái thớt nhựa ở chỗ siêu thị ấy. Mai em coi em mua một cái nhá. Con loại này bao nhiêu nhỉ? Loại này 250, còn loại bé kia là 150. Đây đường kính 35, đường kính 30. Mai ạ. Đây đường kính 25 thì đây chỉ có 80. Vâng. Mai em phải mua cái to to này. Nó dày như nhau đó. Hơn. Nhưng giá vẫn vậy à? Cái giá của nó, cái dài hơn thì nó lót hơn. Cái nào vớt được thì vớt được, cái nào vớt được thì vớt chứ. Vâng. Mai, khoảng chiều mai em về em coi em lấy một cái. Ở nhà toàn bao cái thớt mà em mua ở siêu thị ấy. Chán lắm. Đây là táo mèo hả chị? Đây là táo mèo. Giá nó chắc là lên chị nhỉ? Giá của nó năm nay là 20.000 một cân đấy. À chà. À, quả tươi ấy. Cao phết nhỉ? Ngoái thì chỉ có 3-4.000 một cân thôi, táo mèo tươi. Nhưng mà năm nay là 20.000 một cân. Táo mèo khô là hỗ trợ trị tiểu đường này, thuận này. Họ bán ở chỗ bệnh gút kia là quả bé tí là 30.000 một cân. Cuối mùa thế này 30.000 một cân. Củ tầm gửi nghiến à? Lá cây dâm dương hoắc này. Này là người lấy về ngâm rượu chị nhỉ? Dao này là... Cái này là mang đi phát đúng không chị? Phát nương ấy. Em mới lần đầu tiên thấy dao này. Vâng. Mà em mới lần đầu tiên thấy con dao này. Dao này mình dùng về phát nương. Này là cây bóc mật hả chị? Cây mật gấu. À, mật gấu ngâm rượu. Nó dao màu xanh xanh nữa đúng không? Này là ruột của quả khổ à? Này là ruột của quả khổ hả chị? Vâng. Cái này ruột và cái gì nhỉ? Chị cũng bà vừa mới mang tới sao? Vừa mới thấy hôm nay. Hôm qua thì mình lại đi tới thấy. Này có tác dụng gì đây? Chị cũng biết, chị bà vừa mới mang. À, này không phải ruột của quả khổ đâu. Cái này nó thành củ này. Quả khổ nó cũng như thế này, nó nhớt nhớt đấy. Chắc trên chị chắc không có nhỉ? Này, quả này chị vẫn thấy đang tới. Vâng. Ở Hòa Bình em nhiều lắm. Cái này kiểu như quả nghe quả gì ấy, trước người ta hay làm mứt. Người ta cho vào củ hạt thủ ô này. Hạt thủ ô này chị bán bao nhiêu một con? Đây chấp dưới một con đấy. Là ta 1-2 tháng rồi mới được từng này thôi. Chấp dưới à? Bây giờ hiếm có rồi, mấy chục năm mới được à. Một củ to này à, có tác dụng gì chị? Tác dụng của nó dạ. Cây của nó đây, cây à, của nó cây còn này là củ đó. Ừ đúng rồi đây, tác dụng của nó em xem nào. Tác dụng hạ thủ ô đỏ này, làm đen tóc, bổ máu, an thần, dưỡng can này, ít nhân nhuận tràng, trị sốt rét này, chữa suy nhược thần kinh này, kích thích tiêu hóa này,
làm ức chế sự phát triển của trực khuẩn lao, phòng sơ vữa động mạch, bổ tim. Một cân là 150 à? Một cân là... Hôm qua có bà lấy ra 3-4 cân luôn. Hạt gì đây nhỉ? À này là củ hành đây. Mật ong rừng này các bác. Mật ong này ngon này. Mắc khén khô này. Này là cái là xong đất hả chị? Này à... Hay là coi... Ba kích rừng. Ba kích rừng à? Ba kích rừng. Cái xong đất kia thì xong quy... Là còn có ba kích loại to đấy này cơ à? Ba kích này ba kích rừng, không phải ba kích Quảng Ninh. Ba kích Quảng Ninh thì họ trồng là nó tím. À. Tím hơn anh nhiều, còn đây là ba kích rừng thì... Này... Tím thực thế thôi, nhưng mà đây là rừng luôn. Này là cũng mang về ngâm rượu thôi nhỉ? Này là cây máu người đấy chị. Nó cây củ tổng gửi nhé đấy. À tổng gửi đó. Dạ. Nên là mình rồi mà hồi xuân cũng muốn là cái sắc mắc của nó. Nước này hả chị? Rất nhiều à. Em uống thử nhá. Ừ, em mời chị nhá. Và các bác nhá. Đúng rồi. Uống ngon phết đấy chứ. Mai em về em lấy cái thớt rồi. Ở chỗ mình thường thường là những ngày nào là khách du lịch về chỗ tụ tập đây để mua đồ nhiều chị? Chắc là khoảng cuối tuần nhỉ? Có khi thì cuối tuần có. Vâng. Mùa này khách đi chơi chắc cũng ít. Giới thiệu các bác này, đây là cửa hàng Hương Rừng này, chăn ga thổ cẩm này, đặc sản nông phụ sản Tây Bắc này, tại là đỉnh đèo Pha Đin nhá. Các bác mua thớt này, một số là cái món ngâm rượu này nọ ấy, thì cứ qua cửa hàng thôi, bán giá vừa phải, không cao lắm đây, giá thì vừa phải. Cửa hàng đây cũng là cửa hàng của chị luôn ạ. Mật ong. Ôi. Quả này giống quả khoai tây nhỏ nhỏ chứ nhỉ. À. Quả ngọc đá này, ngâm rượu này. 50.000 trên 1 kg nhá. Có cả phong lan này các bác. Này phong lan là đùi gà này. Bổ số lợi phong lan luôn này. Cửa hàng thế này chắc như vậy thôi. Phát ầu nhà mình đấy hả? Hiền nhỉ? Bên này là có cà phê giải khát này. Trên này rất là mát luôn. Có thời gian thì các bác lên là đèo thuốc bởi các bác qua đây là mua đồ nhá. Đồ ngâm rượu này, thớt này, thổ cẩm này, đất dao này, rất là nhiều loại đồ luôn. Em cảm ơn nhá. À, chiều mai em quay sau. Em đi làm đây, lên thành phố đó. Chị bán hàng nhá. Vâng vâng. Chiều mai em quay em mua một cái thớt. Chào các bác nhá.